Cái hôm nay chúng mình sẽ cùng với các cháu để chiến đấu cái phần bài tập về chương bảng tuần hoàn, một trong những cái phần mà bài tập mà khó nhất của cái chương bảng tuần hoàn. Ở đây mình sẽ có là cái phần là câu số 2, điều khẳng định nào sau đây là sai? Điều khẳng định nào sau đây là sai? Đi từ trái sang phải, các nguyên tố trong một chu kỳ được sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng. Đi từ trái sang phải, các nguyên tố trong một chu kỳ được sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng, đúng không? Z tăng thì nguyên tử khối nó cũng tăng nhá. Xếp theo chiều Z tăng khi đi từ đầu đến cuối chu kỳ cũng đúng. Các nguyên tố trong một chu kỳ đầu thì có số lớp E bằng nhau. Các nguyên tố trong một chu kỳ đầu, thấy chưa? Thì có số lớp E bằng nhau là sai. À đâu, số lớp E bằng nhau là đúng chứ. Đúng ạ? Đấy. Trong các chu kỳ đứng đầu là một kim loại kiềm và kết thúc là một khí hiếm cũng đúng. Thế phải ở đây cái nào sai ạ? Đấy, đọc cái này thấy cái nào cũng đúng luôn ạ. Cái nào cũng đúng ạ. Vậy thì cái nào sai ạ? Trái sang phải, đây. Đây là chúng ta nhìn rõ một chu kỳ ạ. Đây, trái sang phải đây ạ. Các nguyên tố trong một chu kỳ sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng đúng, sắp xếp theo chiều Z tăng dần khi đi từ đầu đến cuối chu kỳ đúng. Các nguyên tố trong một chu kỳ đầu. Đây, một chu kỳ đầu đấy thì có số lớp bằng nhau. Chu kỳ 1 thì có một lớp, chu kỳ 2 thì có hai lớp, đúng không? Chu kỳ 3 thì có ba lớp. Đúng chưa? Nhưng mà chu kỳ 4 thì có bốn lớp, đúng không? Đây, trong các chu kỳ thì đứng đầu là một kim loại và đứng cuối cùng là một kim loại kiềm và kết thúc là một khí hiếm, đúng. Thế phải là sai ở đâu ạ? Sai ở đâu ạ? Sai ở đâu ạ? Nào, xem nào, sai ở đâu ạ? Chưa thấy chỗ nào sai nhỉ? Thế thì ở đây ạ, đi từ trái sang phải này, các nguyên tố trong một chu kỳ được sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng. Thực ra thì sắp xếp theo chiều Z tăng chứ không phải là sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng nhá. Đây là thực ra cái này là nó, mặc dù mình thấy là nguyên tử khối tăng là thật nhưng mà nó vi phạm cái nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn. Nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn là sắp xếp theo chiều Z tăng nhá. Được chưa? Vậy ở đây là sai là A. Ok chưa? Câu số 3. Câu số 3. Câu số 3 đáp án gì ạ cả nhà? Câu số 3. Nguyên tử của nguyên tố R. Nguyên tử nguyên tố R có 3e thuộc phân lớp 3D. Nguyên tử nguyên tố R có 3e thuộc phân lớp 3D. Hãy xác định vị trí của R trong bảng hệ thống tuần hoàn. Thế vậy là ở đây với cái câu này thì chúng ta phải đi tính toán và chúng ta phải viết được cái cấu hình E nhá. Thế thì nguyên tử nguyên tố R có 3e thuộc phân lớp 3D, nó sẽ là 1s2, 2s2, 2p6. Được chưa? 3d3 thì phải có 4s2 thì mới về được 3d3 nhá. Vậy ạ, xác định vị trí của R trong hệ thống tuần hoàn thì mình có anh này có bao nhiêu e ạ? 10 này cộng với lại 5 là 15. Vậy nó có 15 e. Đúng chưa? Đúng không? Sai ạ. Đấy, viết câu hình cũng sai, phải toang. Chỗ này muốn làm được mình phải viết câu hình đúng. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2, 3d3 như thế này mới đúng ạ. Thế nên là nếu mà cháu mà viết cấu hình sai là toang. 10 này. Được chưa? Chỗ này là 20 và 23. Vậy là nó phải ở ô 23. Chu kỳ 4 ạ, bởi vì nó có 4 lớp thì nó là chu kỳ 4. Và nhóm ạ, electron cuối cùng điền vào phân lớp D nhá. Electron cuối cùng điền vào phân lớp D. Vậy thì nó phải là nhóm B nhá, nhóm B ạ. Vậy loại bỏ nhóm A. Ô 23 chu kỳ 4 rồi, nhóm B. Số E hóa trị là bằng 3 cộng 2 là bằng 5. Vậy là nhóm 5B nhá. Nhóm 5B, vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án A. Ô 23 chu kỳ 4 và nhóm 5B. Ok ạ. Ok, dễ không ạ? Đấy, câu 3 đáp án A nhé cả nhà nhé. Cả nhà nhớ đấy ạ, cẩn thận không làm sai. Câu số 4 ạ. Câu số 4. Hãy sắp xếp các axit sau theo thứ tự tính axit tăng. Hãy sắp xếp các axit sau theo thứ tự tính axit tăng. Ở đây đề bài yêu cầu chúng ta là tính axit nó phải tăng. Thế thì sắp xếp được thứ tự theo tính axit tăng thì cả nhà cùng lưu ý nhá. Đây ạ, đây ạ. Đây 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 đây, thứ tự tính axit tăng đây. Ở đây mình có đây là mình phải có cái bảng tuần hoàn này vào đây thì mình mới nhìn được. Đấy là sắp xếp theo thứ tự tính axit tăng. Được chưa? Mình có bảng tuần hoàn đây nhá. Đầu tiên này, mình có silic. Được chưa? Phosphor, silic, phosphor. Đây silic đây, phosphor đây. Lưu huỳnh đây, clo đây. Đấy, đây đúng là theo một cái chu kỳ trong bảng tuần hoàn nhá. Silic, phosphor, clo này thì theo tính này thì tính axit đây. Đây là trong một chu kỳ. Trong một chu kỳ thì cả nhà nhìn thế này. Từ đầu đến cuối chu kỳ có 11 yếu tố biến đổi, được chưa? Tính phi kim tăng,
tính kim loại giảm này, tính axit tăng, nhìn rõ chưa? Tính axit tăng. Vậy điều này chứng tỏ rằng là axit của silic sẽ yếu hơn axit phosphor, sẽ yếu hơn axit của lưu huỳnh và yếu hơn axit của clo. Hay nói cách khác là gì ạ? Đây ạ. H2SO3 yếu hơn H3PO4, yếu hơn H2S4 và yếu hơn HClO4. Vậy thứ tự tính axit tăng đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhé. Đáp án đúng nhất của chúng ta là đáp án A cả nhà. Rất nhiều bạn bị nhầm là đáp án B đấy. Rất rất nhiều cháu bị nhầm đáp án B. Thế nên là sở hữu cái bảng tuần hoàn xịn sò này của chúng mình để có thể giúp các cháu không bị sai nhá. Ok ạ. Câu số 5 ạ. Câu số 5. Tính chất hóa học của các nguyên tố thuộc nhóm một nhóm B tương tự nhau vì tính chất hóa học của các nguyên tố thuộc một nhóm B tương tự nhau vì cấu tạo vỏ E giống nhau, cấu tạo hạt nhân giống nhau, có E hóa trị bằng nhau, có bán kính nguyên tử bằng nhau. Thế thì tính chất hóa học của chúng nó giống nhau, tương tự nhau là bởi vì ạ, cấu có E hóa trị bằng nhau. Electron hóa trị nó ảnh hưởng đến tính chất hóa học nhé. Do có electron hóa trị bằng nhau nên tính chất hóa học của các nguyên tố nhóm B nó tương tự nhau. Câu số 6. Câu số 6. Nguyên tố X có Z bằng 38 nó thuộc chu kỳ nào và nhóm nào? Thế thì muốn xác định được nó thuộc chu kỳ nào và nhóm nào thì mình phải viết được câu hình E của nó đã. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2. Đây là 10 nhá. Đây là 20, đây 30 này. 4P5. Được chưa? Đây 4P5. Thế đây mới có là đến 35 thôi. Được chưa? Được chưa? Đây mới đến 35 thôi. 5S2. Được chưa? 4D1. Đây đến nhà 10 này, 20 này, 30 này, 35 này, 38. Vậy electron cuối cùng điền vào phân lớp D. Vậy nó phải ở nhóm B. Nhóm B. Nhóm B. Được chưa? Được chưa? Thế thì ở đây nó có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng, bao nhiêu electron hóa trị? Đấy chúng ta cùng nhìn xem ạ. Anh này có bao nhiêu electron hóa trị để mình cộng lại nhá. À đây là 4P6, sorry. 4P6 thì 5S2. Sorry cả nhà. Đây lỗi lỗi ạ. Thế thì E cuối cùng không phải điền vào phân lớp D. E cùng điền phân lớp S, vậy là nhóm B, vậy là phải là nhóm A. Phải là nhóm A nhé. Electron cuối cùng điền phân lớp S ạ. Electron cuối cùng điền vào phân lớp S, vậy nó thuộc nhóm A. Vậy nhóm A thì nó ở đây có hai electron cuối cùng, vậy là nhóm 2A và chu kỳ năng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Đấy. Làm cái này phải cực kỳ cẩn thận, không là sai là toang mất nhá cả nhà. Câu số 8 ạ, mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ạ? Chúng mình sẽ chữa chậm chậm thôi. Trong một chu kỳ theo chiều Z tăng, đấy thì mình lôi cái bảng tuần hoàn ra. Đây đang hỏi trong một chu kỳ theo chiều Z tăng. Đây, trong một chu kỳ đây. Đây 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 đây, cứ để yên cái này mình so trong này cho dễ. Trong một chu kỳ theo chiều Z tăng nhá, theo chiều Z tăng này, số lớp E tăng, số lớp E trong một chu kỳ thì không có số lớp E mà số E hóa trị, số lớp E tăng là vứt được nhá. Đây, trong một chu kỳ Z tăng, số lớp E là vứt đi rồi. Đây, số E lớp ngoài cùng tăng được, tính kim loại đâu, tính kim loại đây, tính kim loại giảm được, tính phi kim tăng được. Đấy, vậy nhận định này đúng rồi. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Dễ không ạ? Cực kỳ là dễ luôn nhá. Thế còn IG sai đâu? Trong một chu kỳ Z tăng, số lớp E ngoài cùng tăng, năng lượng ion hóa giảm. Đây năng lượng ion hóa tăng, thế mà nó bảo dám bảo là năng lượng ion hóa giảm, được chưa? Sai. Ok nhá. Câu số 9 là nào? Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau ạ. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau. Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm 1A trừ hydro thì đều là kim loại. Đây, các nguyên tố nhóm 1A đấy ạ. Hydro, lithium, natri, kali, rubidi, cesi, francis thì trừ hydro thì đều là kim loại là đúng. Đúng. Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm 4A thì đều là phi kim. Đây 4A đây. Carbon là phi kim, silic là phi kim. Đúng chưa? Zmani, thiếc, chì, chì phải phi kim không ạ? Chì là kim loại nhá. Thế mà ở đây dám bảo là tất cả. Vậy cái này sai này. Tất cả các nguyên tố nhóm B phân nhóm phụ đều là kim loại. Đây tất cả các nguyên tố phân nhóm B đây thì đều là kim loại, chính xác.
Vậy ở đây mình có cái nhận định sai, phát biểu sai của mình là chỉ có hai sai mà thôi nhá, chỉ có hai sai mà thôi. Đáp án đúng là đáp án C nhá, đáp án đúng là đáp án C. Ok ạ. Nào câu số 10 ạ, câu số 10 ạ, câu số 10 ạ, câu số 10 đáp án gì ạ, câu số 10 đáp án gì ạ? Cho các nguyên tố có hóa trị cao nhất với oxy và hydro thì lần lượt là 6 và 2, là hóa trị cao nhất với oxy là 6 nhá. Hóa trị cao nhất với oxy là 6 thì khi và chỉ khi nó thuộc nhóm 6 A. Được chưa? Hóa trị cao nhất với oxy là 6, vậy khi và chỉ khi nó thuộc nhóm 6 A. Thế thì nó mà thuộc nhóm 6 A ấy nhá, thì 6 A thì là nó phải có 6 E lúc này cùng. Đây mình nhìn xem thằng nào thuộc nhóm 6 A. Đây 6 A đây. Thì có oxy, có lưu huỳnh. Đúng ạ, đây nhóm 6 A đấy, oxy và lưu huỳnh. Thế thì bo là thuộc nhóm 3 A là vứt. Carbon thuộc nhóm 4 A là vứt. Nitơ thuộc nhóm 5 A là vứt, vậy chỉ có lưu huỳnh. Đây ạ, ví dụ như là SO3 thì đúng là hóa trị 6 chưa? Đúng là hóa trị 6. Và H2S thì đúng là hóa trị 2. Nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta, đáp án đúng chúng ta là đáp án D, lưu huỳnh. Cực kỳ dễ thôi ạ, không có gì khó khăn cả. À, mình sang câu số 11 ạ. Câu số 11. Cho nguyên tố sau, nguyên tố mà oxit cao nhất và hydroxit tương ứng với tính axit mạnh nhất. Nhá. Cho nguyên tố sau, nguyên tố mà oxit cao nhất và hydroxit tương ứng với tính axit mạnh nhất. Thế thì tính axit mạnh nhất khi và chỉ khi là nó phải là nguyên tố phi kim. Phi kim có tính axit, thế anh này là kim loại là vứt đi rồi. Vậy chỉ còn bo, carbon và nitơ. Đây ạ. Bo, carbon, nitơ. Đúng theo chiều gì? Tăng của điện tích hạt nhân mà trong cùng một chu kỳ. Được chưa? Thế thì tăng dần của điện tích hạt nhân mà trong một chu kỳ, chúng ta nhìn này. Tính phi kim tăng dẫn đến tính axit tăng. Được chưa? Vậy anh đứng cuối thì là anh có tính axit mạnh nhất. Vậy bo carbon nitơ thì thằng nitơ là thằng đứng cuối. Vậy thằng nitơ nó sẽ có tính axit mạnh nhất. Đấy, tính axit mạnh nhất là thằng nitơ. Đáp án đúng là đáp án B, bo. Đáp án đúng là đáp án B, bo. Nào, câu số 13. Nhóm nguyên tố nào có các hợp chất oxit có công thức chung là X2O3? Thế X2O3 nhá, thì nó phải là hóa trị của X này, nó là hóa trị 3 này. Đúng không ạ? Hóa trị này của X nó là hóa trị 3. Vậy nó là X2O3, vậy nó là hóa trị 3. Vậy thì hóa trị 3 thì khi vị trí nó thuộc nhóm 3A. Được chưa? Nó thuộc nhóm 3A, vậy thì đáp án đúng chúng ta nó chỉ có thể là đáp án gì ạ? X2O3, đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án B, bỏ mà thôi. Nhóm 3A. Dễ ợt đúng không? Nào câu 14 ạ. Câu 14 ạ. Nguyên tố R có tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là 34. Úi, cái này là quay về chương số 1 rồi. Nguyên tố R có tổng số hạt, thường thì những cái bài tập ở chương số 2 nó thường hay được liên kết với chương số 1 để tăng cái độ khó lên. Nên các cháu chú ý trong quá trình giải bài tập nhé. Nguyên tố R có tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là 34. Vậy S bằng 2P cộng N bằng 34. Số khối A và số hiệu nguyên tử của Z phù hợp với R lần lượt là. Ui, chỉ cho mỗi cái này thôi. Nếu mà chỉ cho mỗi cái này thì chúng ta có một cái công thức kinh điển để giải bọn này đúng không ạ? Mình có là gì ạ? S chia 3,52 nhỏn bằng Z nhỏn bằng S chia 3. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cùng tính xem là bằng bao nhiêu ạ? Xem nào, S chia 3,52 vậy là 34 chia 3,52. Đây các cháu nhìn thôi ạ, 9,65. 9,65 nhỏn bằng Z nhỏn bằng bao nhiêu đây ạ? 34 tiếp chia 3 bằng 11,33. 11,33. Vậy Z này có thể khả năng bằng 10 hoặc bằng 11. Được chưa? Z bằng 10 hoặc bằng 11. Vậy ở đây này, Z 12 vứt này. Z 12 vứt này. Và ở đây mình chỉ có hai đáp án là bằng 11 thôi. Được chưa? Vậy là hoặc là B hoặc là D. Vậy mình khẳng định là chắc chắn là mình là B hoặc D rồi. Vậy Z bằng 11 rồi. Với Z bằng 11 thì thế vào đây ạ. Mình sẽ có bằng 2 nhân 11 cộng N. Vậy suy ra N bằng 34 trừ 22. 12. N bằng 12. Mà ở đây để bảo số khối A. A bằng P cộng N. P là bằng Z là bằng 11. Cộng N là 12. Vậy là bằng 23. Vậy mình có A của mình thì bằng 23 nhá. A bằng 23. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ cả nhà nhá. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Ok ạ. A và B là hai nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kỳ liên tiếp của bảng tuần hoàn. Thế thì lưu ý ạ,
A và B nó ở hai chu kỳ liên tiếp. Thế thì cả nhà phải chú ý thế này. Mình không xét nhóm 1 nhá, mình không xét là chu kỳ số 1 đến chu kỳ số 2. Mình xét từ chu kỳ số 2 đến chu kỳ số 3 này, 11 trừ 3 thì bằng 8, đúng hơn nhau 8. Chu kỳ số 3 trong chu kỳ số 4 này, 19 trừ 11 bằng 8, hơn nhau 8. Chu kỳ số 4 trong chu kỳ số 5 này, 37 trừ 19 thì bằng 18. Chu kỳ số 5 trong chu kỳ số 6 này, 55 trừ 37 bằng 18 này. Chu kỳ số 6 đến chu kỳ số 7 này, 87 trừ 55 thì bằng bao nhiêu ạ? 87 trừ 55 ạ. 87 trừ 55 là 32 ạ. Đúng không ạ? Thế vậy thì qua đây ạ, trong cùng một nhóm mà có các chu kỳ liên tiếp thì chúng ta có một cái nhận định là hai nguyên tố mà thuộc một nhóm và hai chu kỳ mà liên tiếp nhau nhá, thuộc cùng một nhóm mà hai chu kỳ liên tiếp nhau thì mình sẽ có một cái vấn đề, đó là hoặc là ZB trừ ZA bằng 8 hoặc ZB trừ ZA bằng 18 hoặc ZB trừ ZA bằng 32. Được chưa? Nhà chúng ta có 3 trường hợp ạ. 3 trường hợp thì chúng ta thường hay sử dụng trường hợp thứ nhất và trường hợp số 2. Nhá. 3 trường hợp thì chúng ta thường hay sử dụng trường hợp số 1 và trường hợp số 2. Chúng ta cùng giải nhá. Chúng ta cùng giải này. Với trường hợp số 1 thì như thế nào? Và với trường hợp số 2 thì như thế nào? Thì trường hợp số 1, mình giải trường hợp số 1 nhá. Trường hợp số 1. Trường hợp số 1. Thì mình có này, ZA cộng ZB bằng 32 đây. ZA cộng ZB bằng 32. Được chưa? Và ZB trừ ZA bằng 8. Đến đây mình tìm được ZA và ZB. 1 bằng 1 bằng 32 bằng trừ 1 bằng 1 bằng 8 bằng. Đây ạ, một cháu bằng 12, một cháu bằng 20. Một cháu bằng 12, một cháu bằng 20. Được chưa? Vậy suy ra ZA bằng 12, ZB bằng 20. Được chưa? Với ZA bằng 12 vậy thì nguyên tố x của chúng ta nó thuộc gì ạ? Đây, ZA bằng 12. A, Z bằng 12, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Vậy nó ở chu kỳ số 3. X ở chu kỳ 3. Đúng chưa? X phải ở chu kỳ 3. Và nhóm mấy ạ? À? Nhóm mấy ạ? À? Hai chu kỳ liên tiếp bằng tuần hoàn, đơn vị điện tích hạt nhân. Đúng chưa? Nó phải ở chu kỳ 3 và nhóm 2A. À? Tiếp tục ạ. À, Y của chúng ta đấy nhá. B chúng ta 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2, vậy nó phải ở chu kỳ số 4 nhá. Chu kỳ số 4. Và nhóm ạ. À? Và nhóm bao nhiêu ạ? À? Và nhóm 2A. Đúng chưa? Vậy suy ra này, cùng một nhóm và hai chu kỳ liên tiếp bằng tuần hoàn, đơn vị điện tích hạt nhân là 32. Vậy thì thằng A lại phải ở chu kỳ 3 và nhóm 2A, và B phải ở chu kỳ 4 và nhóm cũng nhóm 2A. Được chưa? Vậy ở đây chỗ này là hơi lỗi một chút, đáp án A này là chu kỳ 3 này, thằng này chu kỳ 4 và đều nhóm 2A. Được chưa? Thì như vậy mới đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A nhé, sửa đáp án một chút. Ok không cả nhà? Được chưa? D là sai ạ. D là sai. D, D, D thử xem sai không nhá. D thử xem sai không cho cả nhà cùng xem nhá. D thử sai này. Trường hợp số 2 này. Thì ZA cộng ZB bằng 32 và ZB trừ ZA bằng 18. Là chúng ta biết ngay là đúng hay sai luôn. 1, 2 này. 1 bằng 1 bằng 32 bằng trừ 1 bằng 1 bằng 18 bằng. Đây ạ. X bằng 7, Y bằng 25. Đây. ZA bằng 7, ZB bằng 25. Thế thì với ZA bằng 7 nhé. 7 thì nó là 1S2, 2S2, 2P3. Được chưa? Vậy là chu kỳ 2. Thế không thể làm lại. Vứt luôn. Ok ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhé. Câu 15 đáp án đúng chúng ta đáp án A. Thầy vừa sửa lại là x thuộc chu kỳ 3 nhóm 2A và y thuộc chu kỳ 4 nhóm 2A. Đều là nhóm A hết. Ok chưa? Đấy là về câu 15 nhá. Nào mình sang câu số 16 này. Câu số 16 ạ. Câu số 16 ạ. Câu số 16.
Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Thế thì tổng số hạt mang điện là 2P và cộng với lại số hạt mang điện không mang điện là N bằng 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện, 2P trừ N bằng 10. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta giải được P và N. Xem nhá, P bằng bao nhiêu nhá. Giải được P và N. 2 bằng 1 bằng 34 bằng 2 bằng trừ 1 bằng 10 bằng. Được chưa? Đây, P bằng 11. Và N chúng ta bằng 12. Được chưa? Với P bằng 11 thì chúng mình dạy cho cháu một cái skill để chúng mình có thể tính toán như sau ạ. Với P bằng 11 thì mình sẽ có là nguyên tử khối bằng 11 nhân 2 bằng 22. 22 thì gần bằng 23. Và 23 thì nó chỉ có thể là đặt đi. Chúng ta cũng có một cách khác mà chúng ta nếu mà không biết cái chiêu này chúng ta vẫn làm được. Là với P bằng 11 thì cấu hình E là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3S1. Được chưa? Vậy nhóm 1A, chủ vị bảng. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta vẫn là đáp án A. Nhóm 1A và chủ vị bảng. Rất là dễ đúng không ạ? Cực kỳ dễ dàng. Ok ạ. Nhá, mình sang câu tiếp nhá. Câu tiếp theo ạ. Câu số 17 nào. Câu số 17 ạ. Nguyên tử của những nguyên tố trong một nhóm A thì đều có cùng số gì? Nguyên tử của những nguyên tố mà trong cùng một nhóm A thì có cùng số gì ạ? Cùng số gì ạ cả nhà? Có cùng số gì? Electron ngoài cùng hay là proton? Chắc chắn không phải từ cùng proton được, đúng không? Cùng một nhóm A thì điều kiện tiên quyết để được xếp xếp vào cùng một nhóm A thì khi và chỉ khi nó cùng có số electron lớp ngoài cùng. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Được chưa? Câu 18 ạ. À. Các nguyên tố trong chu kỳ 2 thì có hóa trị cao nhất với oxy là bao nhiêu? Đây các nguyên tố trong chu kỳ 2 ạ. À. Đây 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 các nguyên tố này trong chu kỳ 2 đây. Đây 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 chu kỳ 2 đây. Được chưa? Đây chu kỳ 2 nhá. Thì có hóa trị cao nhất với oxy là không đổi là sai ạ. 1A thì hóa trị cao nhất với oxy là 1, 2A thì là 2, 3 là 3, 4A là 4, 5A là 5, 6A là 6, 7A là 7, được chưa? Tăng dần từ 1 đến 7, được chưa? Bởi vì là hóa trị cao nhất với oxy thì chính bằng số thứ tự của nhóm A. Vậy đáp án đúng là C, tăng dần từ 1 đến 7 các cháu nhá. Ok chưa? Ok ạ, sorry cả nhà, cái câu 17 vừa rồi là chú vừa mới chữa nhầm ạ. Chúng mình đọc mắt hơi lé, nguyên tử của những nguyên tố trong một nhóm A thì đều có cùng, à đúng rồi, những nguyên tố trong cùng một nhóm A đây ạ, đây là ví dụ đi trong cùng một nhóm A đây này, thì có cùng số electron lớp ngoài cùng, chính xác ạ, C. Câu 20 ạ, 20 này, 20 đáp án gì ạ? Nguyên tố X có ký hiệu là, nguyên tố X có ký hiệu là 20 ạ, nguyên tố X có ký hiệu là X1225. Đấy, vậy ở đây mình sẽ có là Z bằng P bằng E bằng 12. Được chưa? A bằng P cộng N bằng 25. Vậy suy ra N bằng 25 trừ 12 thì bằng 13. Được chưa? Vậy là P bằng E bằng 12. Nhá. Vậy là 12P và 12E. 12E này, 13E vứt này, 13E vứt này, 12E này. 12E này. N bằng 13. N bằng 13 này. Được chưa? N bằng 13 này. Được chưa? Tiếp tục ạ. Số E lớp ngoài cùng. Số E lớp ngoài cùng phải dựa vào cấu hình E nhá. Đây số E bằng 12, vậy cấu hình E đó là 1S2, 2S2, 2P6, 3S 12 ạ, 3S2. Được chưa? Vậy số E lớp ngoài cùng của nó là 2. Vậy là bỏ này. Vậy đáp án đúng chúng ta đây, 12E, 13 neutron và 2 electron lớp ngoài cùng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhé. Đáp án đúng đáp án D. Đấy, rất rất nhiều bạn bị sai cái chỗ câu này. Câu số 21 này. Tổng số hạt trong một nguyên tử của một nguyên tố là 40. Tổng số hạt trong một nguyên tử của một nguyên tố là 40. Vậy S bằng 40. 2P cộng N bằng 40. Trong đó biết số hạt neutron lớn hơn số hạt proton là 1. N trừ P bằng 1. Vậy ở đây mình có hệ phương trình và mình giải cái hệ này. Nhá, mình giải cái hệ này là ra xong. Xem nào. 1 2 này. 2 bằng 1 bằng 40 bằng trừ 1 bằng 1 bằng 1 bằng bao nhiêu đấy ạ? Mười mấy ạ? 13 ạ.
P bằng 13. P bằng 13. N bằng bao nhiêu ạ? N bằng bao nhiêu đấy? N bằng 14. Bây giờ mình viết câu hình E nhé. Bởi vì muốn biết nó thuộc loại nguyên tố nào thì mình phải viết được câu hình E ạ. P bằng 13, vậy câu hình E là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Được chưa? Đúng 13 chưa? Electron cuối cùng điền vào phân lớp P nhá. Electron cuối cùng điền vào phân lớp P. Vậy nó là nguyên tố nhóm P. Được chưa? Nguyên tố P. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D, nguyên tố P nhá. Rất rất dễ luôn ạ. Rất rất dễ luôn ạ. Ok ạ. Câu số 22 ạ. Câu số 22. Trong một nhóm A theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần thì hóa trị cao nhất đây, trong một nhóm A đấy. Theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần thì hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxy đây ạ. 1A là 1, 2A là 2, 3A là 3, 4A là 4, 5A là 5, 6A là 6, 7A là 7. Được chưa? Vậy thì tăng dần từ 1 đến 7 chứ không có 8 nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Đáp án đúng là đáp án A. Nào, sang câu 23. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nào trong chu kỳ 4? Sau đây là nguyên tố kim loại. Thế thì chúng ta phải xác định thế này ạ. Nguyên tố kim loại thì khi và chỉ khi là số E lúc ngoài cùng của nó chỉ là 1, 2 hoặc 3 nhá. Số E ngoài cùng là 1, 2, 3. Được chưa? Số hiệu nguyên tử nguyên tố nào trong chu kỳ 4 sau đây là nguyên tố kim loại, mình viết câu hình nhé thôi. Với Z bằng 34, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 4S2, 3D10. Chỗ này là 30, chỗ này là 10 này. 30, 30 rồi này. Thế đây là 30 này. 4P4, vậy số E lớp ngoài cùng của nó là bằng 6. 6 thì không phải là kim loại. Được chưa? B ạ, 26 này. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 4S2. Được chưa? Chỗ này là 20 này. 26 là 3D6. Được chưa? Vậy E lớp ngoài cùng của nó là bằng 2. E lớp ngoài cùng của nó bằng 2, vậy thì suy ra là gì ạ? Suy ra nó là nguyên tố kim loại bởi vì số E ngoài cùng chỉ có 2 thôi nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Và anh Z bằng 26 là chúng ta biết nó là sắt. Được chưa? Và check lại cho bản tuần hoàn đấy. Z bằng 26. Với Z bằng 26 thì anh đó là sắt. Để cả nhà nhìn được không? Z bằng 26 nó là sắt. Ok không ạ? Nhìn rõ không ạ? Rất là dễ rồi. Đúng không? Câu số 24 ạ. Câu số 24 ạ. Hợp chất khí với hydro của nguyên tố R là RH4. Hợp chất khí với hydro của nguyên tố R là RH4. Vậy suy ra R này hóa trị 4 với lại hydro. Vậy suy ra với oxy thì với oxit cao nhất, oxit cao nhất thì nó cũng hóa trị 4 bởi vì 8 chữ 4 bằng 4. Vậy công thức của nó sẽ là RO2. Đề bài bảo này oxit cao nhất của R chứ phần trăm oxy là 72,73%. Vậy phần trăm khối lượng của oxy bằng này, đây là bằng 32 này chia cho R này, cộng 32 này bằng này 0,7273 bởi vì chia 100 luôn mà. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được R nhé. 32 chia cho 0,7273 bằng này. Được chưa? Trừ 32 bằng này. Vậy R chúng ta bằng chết rồi. Đây 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 đây. 32 chia cho 0,7273 bằng này trừ 32 bằng này 11,9. 11,9 vậy R chúng ta gần bằng 12. R bằng 12 ạ, 12. Ok ạ. R bằng 12. Thế thì nguyên tử khối của nó bằng 12. Vậy nó chỉ có thể là gì ạ? Carbon, với carbon nguyên tử khối là 12. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok ạ. Câu số 25 ạ. Câu số 25 ạ. Chọn phát biểu sai liên quan đến bán kính nguyên tử. Đấy, bán kính nguyên tử thì phải chơi đây, bản tuần hoàn đây. Natri và kali đấy ạ, nhìn ạ. Theo một nhóm. Được chưa? Natri và kali trong một nhóm à? Đây, natri kali trong một nhóm này. Bán kính tăng. Vậy có nghĩa là bán kính của kali lớn hơn bán kính natri hay bán kính của natri nhỏ hơn bán kính kali? Chính xác, cái này đúng. Nhưng đây hỏi phát biểu sai, vậy loại. Natri với fluor. Đây, natri ở đầu chu kỳ. Fluor ở đâu, phải lo đây, phải lo ở trên này, được chưa? Vậy là phải lo xuống natri là theo một nhóm, được chưa? Vậy là bán kính tăng, nhìn thấy chưa? Bán kính tăng,
là bán kính của natri lớn hơn bán kính của flor. Natri lớn hơn flor, chính xác, nên là bỏ. Natri và beri ạ. Natri đây, beri đây. Đúng chưa? À, thằng này là ở chu kỳ 2, thằng này chu kỳ 3, chu kỳ 3 chắc chắn lớn hơn chu kỳ 2. Đây ạ, bán kính tăng. Nhìn rõ chưa? Đấy, thế vậy là natri bé ăn bari là sai nhá, vậy sai là C. Sai là C. Câu số 26 ạ. Câu số 26 ạ. 26 sắp xếp thứ tự độ âm điện tăng dần các nguyên tố sau. Natri Z bằng 11, nitơ Z bằng 7, silic Z bằng 14, kali Z bằng 19. À, bây giờ sắp xếp thứ tự đã. Đúng ạ? Đây 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 đây. Sắp xếp thứ tự đã. Natri thì nó ở đây. Đúng ạ? Nitơ thì ở đây, tít tận đây. À, từ nitơ xuống natri là tăng rồi. À, tiếp tục ạ. Silic. Silic đâu? Silic đây. Kali đây. Đúng ạ? Độ âm điện tăng dần. Vậy từ nitơ đây, từ nitơ xuống natri xuống kali. Đây là độ âm điện giảm, các cháu nhìn thấy không? Y giảm. Đấy, vậy là Y giảm có nghĩa là nitơ độ âm điện sẽ lớn hơn natri và natri lớn hơn kali nhá. Độ âm điện của natri này lớn hơn kali. Đúng không? Và nitơ thì lớn hơn natri. Được chưa? Đây. Theo cái trục dọc dọc nitơ thì lớn hơn để độ âm điện giảm, có nghĩa là nitơ thì lớn hơn natri. Natri lớn hơn kali. Các cháu nhìn nó chưa? Tiếp tục nha. Tiếp tục nha. Chúng ta nhìn tiếp này, bây giờ mình còn so sánh giữa thằng natri và thằng silic. Đấy, là theo trục ngang. Đúng không? Theo trục ngang. Theo trục ngang thì độ âm điện đây tăng. Vậy là gì ạ? Thằng silic độ âm điện phải cao hơn thằng natri nhá. Silic độ âm điện cao hơn natri. Nhưng chắc chắn vẫn nhỏ hơn nitơ. Vậy chắc chắn là độ âm điện này nitơ lớn hơn silic, lớn hơn natri và lớn hơn kali. Hay khác, độ âm điện tăng dần là kali rồi đến natri rồi đến silic rồi đến nitơ. Kali, natri, silic, nitơ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 27 ạ. Sắp xếp các nguyên tố sau theo bán kính tăng dần. Được chưa? Sắp xếp các nguyên tố sau theo bán kính tăng dần. Đầu tiên ạ, mình đi nhận định nó ở đâu ạ? Magie. Bari. Magie, bari đây. Magie rồi đến bari. Rồi đến oxy. Đây ạ, rồi đến fluor. Đấy, các cháu nhìn nó chưa? Theo bán kính tăng dần. Và đầu tiên mình so sánh giữa magie và bari đã. Magie và bari ạ. Đây. Bán kính đúng không ạ? R tăng. Được chưa? Vậy là bán kính của magie nhỏ hơn bán kính bari nhá. Bán kính của magie nhỏ hơn bán kính bari. Magie nhỏ hơn bari. Được chưa? Trong một chu kỳ ạ. Oxy và fluor, các cháu nhìn rõ không ạ? Oxy và fluor trong một chu kỳ đây. Trong một chu kỳ nhá. Trong một chu kỳ thì bán kính thế nào? Đây, các cháu nhìn này. Trong một chu kỳ bán kính giảm. Vậy là oxy sang fluor thì oxy lớn hơn fluor. Được không ạ? Oxy sang fluor, oxy lớn hơn fluor. Bán kính của oxy lớn hơn fluor. Ok không ạ? Đấy, vậy bán kính của oxy lớn hơn fluor, oxy nhỏ hơn fluor sai này. Oxy nhỏ hơn fluor sai này. Oxy lớn hơn fluor, oxy nhỏ hơn fluor sai này. Vậy chọn là ngay ạ, fluor oxy magie bari. Bê bò luôn. Rất dễ nhá. Cực kỳ dễ dàng luôn ạ. Câu 28 ạ, 28 đáp án gì ạ? 28 đáp án gì ạ các cháu? Trong một chu kỳ bảng hệ thống tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Trong một chu kỳ bảng hệ thống tuần hoàn theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Trong một chu kỳ nhá, chu kỳ là ngang này này. Được không ạ? Đây 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 các cháu nhìn nha. Thì đây, số em hóa trị tăng, lực hút tăng, bán kính giảm, năng lượng ion hóa tăng, độ âm điện tăng, tính phi kim tăng, tính kim loại giảm. Các cháu nhìn rõ chưa? Thế xem nhá. Tính kim loại tăng dần, sai. Tính kim loại giảm. Tính phi kim giảm dần, sai. Tính phi kim tăng. Đúng ạ, hóa trị nguyên tố phi kim với oxy không đổi, sai. Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxy tăng dần, đúng không ạ? Đây này. Số em hóa trị tăng dần nên hóa trị của nguyên tố với oxy là cũng tăng dần. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. B bỏ các cháu nha. B bỏ các cháu nha. 30 ạ. Sắp xếp các bazơ theo độ mạnh tăng dần. Đây. Nhôm, nhôm ở đâu? Các cháu nhìn kỹ nha. Nhôm đây. Được chưa? Theo độ mạnh tăng dần. Nhôm đây này. Magie ở đâu? Đây magie đây.
đúng ạ. Rồi đến BaOH, nhôm đây, magie đây, BaOH là lần dưới này, tít dưới. Giờ mình so sánh giữa nhôm với magie trước. Nhôm với magie là trong cùng một chu kỳ đúng không? Đây, nhôm với magie trong cùng một chu kỳ thì tính bao giờ như nào các cháu nhìn nhá. Trong cùng một chu kỳ này, tính kim loại giảm này, tính bao giờ các cháu nhìn nó chưa? Tính bao giờ giảm nhá. Trong cùng một chu kỳ tính bao giờ giảm. Vậy có nghĩa là tính bao giờ của magie lớn hơn của nhôm. Được chưa? MgOH 2 lần lớn hơn nhôm. Lớn hơn. Lớn hơn này, đúng này. Nhỏ hơn sai này. Lớn hơn được này. Nhỏ hơn sai này. Được chưa? Bây giờ mình còn so sánh giữa anh nào ạ? Magie và anh Bari. Magie và Bari là thuộc cùng một nhóm nha. Tính bao giờ đây? Tăng. Nhìn nó chưa? Vậy là MgOH 2 lần yếu hơn BaOH 2 lần nhá. MgOH 2 lần yếu hơn BaOH 2 lần. Vậy là BaOH 2 lần phải lớn hơn Mg. Được chưa? Lớn hơn Mg thỏa mãn. Nhỏ hơn Mg sai. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Rất dễ đúng không? Cực kỳ dễ dàng đúng không? Câu số 34 ạ. Câu số 34. Ôi 34 này mới kinh khủng này. 34 này mới dễ toàn này. Hai nguyên tử XY có cấu hình E lúc ngoài cùng là 3SX và 2P5. Đấy, mình xem nhá. Mình xem nhá. Nguyên tử X là 3SX. Có nghĩa là 1S2, 2S2, 2P6, 3SX. 3SX thì có thể là 3S1 hoặc là 3S2. Y là 1S2, 2S2, 2P6, 2P5. Biết phân lớp 3S của hai nguyên tử hơn kém nhau một electron. À, thế thì thằng Y này là không có 3S, 3S không. Mà 3S của hai nguyên tử hơn kém nhau một electron, vậy anh này chắc chắn phải là 3S1. Vị trí với XY trong bảng tuần hoàn. Vậy mình tìm Y trước ạ. 2 cộng 2 là 4, 4 cộng 5 là 7. À, 4 cộng 5 là 9. Ô số 9. Được chưa? Chu kỳ 2. Nhóm 2 cộng 5 là 7. Nhóm 7A. Y trước nha. Chu kỳ 2, chu kỳ 3 hết, chu kỳ 3 vứt, chu kỳ 3 vứt, chu kỳ 2 được. Nhóm 7A thỏa mãn. Vứt, vứt, vứt xem x trên nào. Chu kỳ 3. Nhóm 1A. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Quá dễ dàng. Câu 35 ạ. Câu 35 này, câu 35 chọn đáp án nào đấy ạ? Câu 35 ạ. 35 ạ. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau về bảng hệ thống tuần hoàn. Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau về bảng hệ thống tuần hoàn. Nguyên tố thuộc phân nhóm phụ thì chỉ có kể từ chu kỳ 4. Mình nhìn xem đúng không nhé. Đây. Nguyên tố vật thuộc phân nhóm phụ đây đúng không ạ? 1 2 3 4 đúng là phải từ chu kỳ 4 trở đi thì mới có đến nhóm phân nhóm B. Và cái này đúng này. Số electron ở lớp ngoài cùng thì bằng số thứ tự của cột nhóm với các nguyên tố thuộc nhóm A. Chính xác luôn. Chính xác luôn ạ. Số lớp E bằng số thứ tự chu kỳ. Chính xác. Hóa trị đối với hydro thì luôn luôn bằng số thứ tự của nhóm. Hóa trị với hydro luôn bằng số thứ tự của nhóm là sai. Cái này là hóa trị cao nhất với oxy ạ. Vậy đây mình chỉ có là 1, 2, 3 là đúng thôi. Đáp án đúng là đáp án C. 1, 2, 3 đúng. Đáp án đúng đáp án C các cháu nha. Nào, câu 36 nào. Câu 36 ạ. Chọn phát biểu nào sau đây không đúng. Nhớ là phát biểu không đúng nhá. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kỳ thì có số lượng E bằng nhau. Nguyên tố trong cùng một chu kỳ, trong một chu kỳ số lượng E bằng nhau chính xác. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong chu kỳ không hoàn toàn giống nhau. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong chu kỳ không hoàn toàn giống nhau. Đúng rồi. Nguyên tử nguyên tố trong cùng nhóm A thì số lớp E lớp ngoài cùng thì bằng nhau. Đúng. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng một nhóm bao giờ cũng giống nhau. Bao giờ cũng giống nhau không đúng. Được chưa? Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng một nhóm bao giờ cũng giống nhau là sai ạ. Không hoàn toàn giống nhau. Vậy không đúng là D. Được chưa? Câu 38. Một câu tính toán. Trong oxit cao nhất của nguyên tố X thuộc nhóm 6A. Trong oxit cao nhất
của một nguyên tố X thuộc nhóm 6A. Thế thì nguyên tố X này thuộc nhóm 6A. Vậy thì nó sẽ có hóa trị cháu với oxy, hay nó khác là oxit cao nhất của nó là XO3. Tỷ lệ khối lượng của X và oxy là 2 chia 3. Vậy có nghĩa là X này mà chia cho oxy là 16 nhân 3 thì bằng 2 phần 3. Vậy đến đây mình tìm được X luôn. Nhỉ? Đến đây mình tìm được X luôn ạ. Đúng không các cháu? Tìm được X luôn còn gì nữa. 16 nhân 3 nhân 2 chia 3 bằng 32. Vậy X có nguyên tử khối bằng 32. Và với X có nguyên tử khối bằng 32 thì mình chọn được luôn đáp án đúng đúng của mình là đáp án C. Quá dễ dàng. Câu 39 ạ. Câu 39. Trong các phát biểu sau ở bảng hệ thống tuần hoàn, chọn phát biểu đúng. Mỗi ô của bảng hệ thống tuần hoàn chỉ chứa một nguyên tố. Chính xác, mỗi ô chỉ chứa một nguyên tố thôi, chứa làm gì nhiều. Một đúng. Các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự nguyên tử khối trung bình tăng dần, không phải tăng dần nữa. Nguyên tử khối tăng thôi chứ không phải là tăng dần. Sai ở nguyên tử tăng dần. Các đồng vị của cùng một nguyên tố thì nằm trong cùng một ô. Chính xác, đồng vị thì nó chính là một nguyên tố đó, có gì nữa. Cùng một ô đúng. 1, 3 đúng. Nguyên tố trong cùng một hàng chu kỳ thì có tính chất tương tự. Sai. Một thằng phi kim, một thằng kim loại sẽ tính chất tương tự được. Vậy đáp án đúng chúng ta là chỉ có 1 và 3 đúng thôi. Chỉ có 1 và 3 đúng. Đáp án đúng đáp án A. Ui rồi sang mấy câu dễ này rồi. Sang mấy câu dễ này đó. 41. Nguyên tố X thuộc chu kỳ 4. Nguyên tố X thuộc chu kỳ 4. Nhóm 3A thì có cấu hình phù hợp là. Nguyên tố X thuộc chu kỳ 4. Nhóm 3A thì có cấu hình phù hợp là. Chu kỳ 4 vậy thì lớp ngoài cùng của nó phải là lớp 4. Lớp thứ 4 nhá. Lớp thứ 4. Đây là lớp số 3. Vớt. Lớp số 3. Vớt. Đúng không ạ? Lớp số 3 là vứt rồi. Nhóm 3 không nói ai không? Đúng ạ, nhóm này nhóm 3 không nói là ai không? Thế thì mình chỉ còn là 4S2 3D1 hoặc là 3D1 4S2. Dĩ nhiên lớp 3D phải nằm ở bên trong lớp 4S. Dĩ nhiên lớp 3D phải nằm bên trong lớp 4S nên loại C. Đáp án đúng đáp án C. Quá dễ. Câu 42 ạ. Hóa trị tối đa với oxy của nguyên tố X thuộc nhóm 3. Thế bởi vì X thuộc nhóm 3 nên hóa trị tối đa của nó sẽ là X2O3, nó sẽ là hóa trị 3. Được chưa? Y thuộc nhóm 3B. Nhóm 3B thì nó cũng chỉ là hóa trị 3 mà thôi, nên đáp án đúng chúng ta đáp án A. Câu 43. Có 3 nguyên tử số P đều là 12. Đây. Có 3 nguyên tử mà số proton đều là 12. Số khối lần lượt là 24, 25, 26. Nếu mà cùng số P thì tương đương với lại là cùng số Z. Vậy thì nó cùng là một nguyên tố. Nhá. Các nguyên tử trên là những đồng vị. Đúng. Nguyên tố thì là đều đồng vị rồi. Các nguyên tử trên đều cùng một nguyên tố. Đúng. Số neutron là 24 trừ 12 bằng 12. 25 trừ 12 bằng 13. 26 trừ 12 bằng 14. Đúng tiếp. Số thứ tự là 25, 26. 24, 25, 26 là sai, số thứ tự là đều là 12 thôi. Sai là D. Sai D nhá. Câu 44 ạ. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo đúng thứ tự tính axit giảm dần? Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo đúng thứ tự tính axit giảm dần? Chúng ta xem nhá, silic này. Silic là ở đây rồi. Silic này. Nhôm này. Silic nhôm. Phosphor, lưu huỳnh, clo. Cái này nhảy ngược này. Silic rồi đến nhôm rồi nhảy phốt pho, vậy chắc chắn là sai rồi. Nó phải theo một chiều cơ thì mới đúng. Ý B xem nào. Clo nhảy cóc về phốt pho, xong nhảy lại lưu huỳnh, nhảy loạn sinh ngậu, sai rồi. Xem nào. Tiếp nào. Clo này, lưu huỳnh này, phốt pho này, silic này, nhôm này. Xem nào, tính axit giảm dần. Đây là trong một chu kỳ đấy, chúng ta xác định trong một chu kỳ nhé, tính axit. Trong một chu kỳ thì tính axit như thế nào? E hóa trị này, tính phi kim tăng này, tính axit tăng. Thế ở đây chúng ta vừa chạy ngược, để tính axit tăng là đây nhôm, silic, phosphor, lưu huỳnh, clo là tính axit tăng. Thế đây ạ.
Nếu mà tính axit tăng hay đây là sắp xếp giảm dần thì mình ngược lại clo lưu huỳnh phosphor silic nhôm. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. C nha. 45 ạ. Cấu hình E của nguyên tử X. Đây. Vậy anh này có 7 E lúc vậy cùng nên nó thuộc nhóm 7A. Hợp chất hydro và oxit cao nhất có dạng 7A thì oxit của nó sẽ có dạng là X2O7. Và hóa trị của hydro với hợp chất của hydro là hóa trị 1. Bởi vì 8 trừ 7, 8 trừ 7 bằng 1. Vậy là XH hay là HX. X2O7 và HX nhá. X2O7 và HX. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Ok ạ, đáp án A. Đấy, quá dễ đúng không ạ? Cực kỳ dễ dàng. Cả nhà cùng xem đáp án là đáp án gì. Hợp chất với hydro của nguyên tố X có công thức là X3. Hợp chất hydro của nguyên tố X có công thức là X3. Biết phần trăm khối lượng của oxy, thế thì thằng này là hóa trị 3 với hợp chất của hydro. Vậy suy ra nó sẽ hóa trị là hóa trị 8 trừ 3 bằng 5 trong hợp chất oxit cao nhất. Vậy công thức oxit cao nhất của nó sẽ là X2O5. Phần trăm khối lượng oxy trong oxit cao nhất là 56,34%, có nghĩa là 16 nhân 5 chia cho 2 nhân x cộng 16 nhân 5 thì bằng 56,34/100. Được không ạ? Vậy tới đây chúng ta tìm được x. Nào cả nhà bấm máy tính xem x bằng bao nhiêu ạ? X bằng bao nhiêu ạ? X bằng bao nhiêu ạ? X bằng 31. Vậy nguyên tử khối của x chúng ta bằng 31. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Ok các cháu có hiểu không ạ? Quá dễ còn gì nữa. Dạng là dạng rất hay thi ở trong cái trường mạng tuần hoàn đấy nhé. Các cháu phải lưu ý. Làm được kỹ lại. Câu 47. Câu 47. Oxit cao nhất của nguyên tố Y là IO3. Vậy thằng này là hóa trị 6. Trong hợp chất hydro, trong hợp chất hydro thì nó sẽ chỉ còn là Y hóa trị 1. IH. Y hóa trị 2 chứ 8 trừ đi 6 bằng 2. IH2. Hydro chiếm 5,88% về khối lượng, có nghĩa là đây là 1 nhân 2 chia cho Y cộng 1 nhân 2 bằng 5,88 chia 100. Vậy tới đây chúng ta tìm được Y, đúng không ạ? Nghĩa là 2 chia cho 0,0588 bằng này, trừ đi 2 này, bằng này. Y bằng 32 đúng không ạ? Y bằng 32. Vậy tới đây mình tìm được Y bằng 32. Và nguyên tử khối này, nguyên tử khối của oxy bằng 16, vứt của phosphor bằng 31, vứt của lưu huỳnh bằng 32 C. Được chưa? Lưu huỳnh bằng 32 C. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 48. Câu 48. Tính chất hoặc đại lượng vật lý nào sau đây biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân? Tính chất hoặc đại lượng vật lý nào sau đây biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân? Đây 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 đây. Có những gì ạ? Đây chúng ta có này, chín yếu tố biến đổi. Lực hút này, bán kính này, năng lượng ion hóa này, độ ôm điện này, tính vi kim này, tính kim loại này, tính axit này, tính bazơ. Được không ạ? Vậy đây mình có này, bán kính nguyên tử đúng. Tổng số E là không biến đổi tuần hoàn. Tính kim loại có, tính phi kim có, độ ôm điện có, nguyên tử khối là không. Vậy mình có 1, 3, 4. Đúng không ạ? À, độ ôm điện có đấy. 1, 3, 4, 5. Được không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là 1, 3, 4, 5. Đáp án đúng là đáp án D. Các cháu nha. Câu 49. Trong cùng một nhóm A. Đây, trong cùng một nhóm A đây. Theo khi số lượng nguyên tử tăng dần thì năng lượng ion hóa giảm dần. Đúng. Tính kim loại giảm dần. Kim loại tăng chưa ạ? Sai. Nguyên tử khối giảm dần, sai. Nguyên tử khối tăng. Bán kính nguyên tử giảm dần, đây bán kính tăng, sai. Vậy trong cùng một nhóm axit khi số lượng nguyên tử tăng dần thì năng lượng ion hóa giảm dần. Đáp án đúng là đáp án A nhá. Câu 50 ạ, câu cuối cùng ạ. Nguyên tử nguyên tố X có số đơn vị điện tích hạt nhân bằng 13. Vậy câu nghe nó là 1s2
2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Số khối bằng 27, số electron hóa trị. Số E hóa trị ở đây thì nó thuộc phân lớp P, nó là nguyên tố P, nên số E hóa trị chính bằng số E lúc ngoài cùng, 2 cộng 1 bằng 3. Vậy số E hóa trị của nó bằng 3. Đáp án đúng là đáp án C.